Thưa quý vị, hơn 3 năm qua, nhóm Hòa Nhập Xanh đã tổ chức và tham gia hàng trăm buổi dọn rác tại các bãi biển và khu vực công cộng ở Đà Nẵng. Đây là nhóm của những bạn trẻ khuyết tật vẫn luôn miệt mài tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cùng với đó là mong muốn hòa nhập cộng đồng, lan tỏa thông điệp sống xanh. Hình ảnh những bạn trẻ áo xanh tập tễnh giặt rác trên các bãi biển, âu thuyền đã trở nên quen thuộc với người dân tại đây. Không khó để nhận ra, trong nhóm có nhiều thành viên là người khiếm khuyết tay, chân, người khó khăn nghe, nói. Tuy nhiên, những điều này lại không hề cản trở nghị lực và tâm huyết với môi trường của họ. Tham gia với môi trường với mấy anh chị ở đây thì thấy cũng vui. Vì thứ nhất là mình cảm thấy mình có ích khi mình bị khuyết tật nhưng mà mình không có vô nghĩa với cuộc sống này. Cái gì mình cũng thấy có ích là mình làm. Như lượm rác thì mình sẽ thấy là vừa sạch môi trường, vì con người thải ra ô nhiễm nhiều quá thì cái dồn nó sẽ thành độc hại cho cả nước và cả người nữa. Nên thành ra là chị thấy vui khi mình làm cái gì đó có ích cho xã hội. Đến nay, nhóm Hòa Nhập Xanh có khoảng 15 thành viên chính thức, trong đó có người khuyết tật và những bạn trẻ yêu môi trường. Cứ đến chủ nhật, mọi thành viên đều gác lại công việc, dành thời gian buổi sáng ra quân đi nhặt rác. Những địa điểm như bãi biển Nguyễn Tất Thành, Măng Cái hay âu thuyền Thọ Quang, bán đảo Sơn Trà đều đã in hằn dấu chân họ. Những bóng người nhỏ bé cặm cụi nhặt từng chai nhựa, vỏ giấy, chẳng bao lâu bao rác đã đầy. Thiên nhiên cũng được trả lại vẻ đẹp nguyên sơ vốn có. Rác sau khi nhặt được nhóm phân loại ngay tại chỗ và đưa về đúng nơi tập kết để mang đi xử lý. Riêng những loại có thể tái chế như giấy, vỏ lon sẽ được thu gom bán gây quỹ, mua găng tay bảo hộ, mũ, dụng cụ gấp rác cho mọi người. Cái điều là mình tuổi của mình nhỏ, sức yếu như này, mình muốn góp một cái phần gì đó nhưng mà không có thể chưa làm được. Cái này mình chỉ chọn công việc này để góp một phần nhỏ. Hoạt động của nhóm học sinh thì theo tôi nghĩ là rất là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn, vì các bạn là khuyết tật mà đã có tinh thần rất là cao, mà lại đem làm sức khỏe không có mà lại và thực sự làm cái chương trình thiện nguyện này là rất là tuyệt vời. Dù khó khăn trong vận động đi lại, song điểm chung của nhóm là yêu môi trường và muốn làm được gì đó có ích cho cộng đồng xã hội. Mỗi thành viên trong nhóm đều cảm thấy tự tin hơn khi được tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Dù công việc không nhiều nhưng đó là tấm lòng, công sức thể hiện tinh thần tàn nhưng không phế và thể hiện sự hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật.